Lần cuối cùng mà Pháp và Argentina gặp nhau là ở World Cup 2018, thì đội thắng sau đó lên ngôi vô địch. Bây giờ cũng vậy, trận đấu cuối cùng của World Cup 2022 hội đủ những vẻ đẹp cá nhân, lối chơi tập thể và nghệ thuật điều binh của hai đội bóng có màn trình diễn ổn định nhất. Argentina và Pháp dường như vẫn còn để dành một số vũ khí cho riêng trận chung kết. Dybala là nhân vật như thế. Cầu thủ này chưa đóng góp được gì cho Argentina suốt từ đầu giải. Anh chỉ xuất hiện trên sân vài phút ngắn ngủi cuối trận bán kết Argentina-Croatia. Nếu Argentina bế tắc, có thể Dybala sẽ xuất hiện. Sự khó đoán của Dybala nằm ở chỗ tuyển Pháp không thể chuẩn bị sẵn phương án khóa Dybala. Việc Dybala ra sân trong vài phút cuối trận gặp Croatia rõ ràng là ý đồ của huấn luyện viên Scaloni, muốn tiền đạo này làm nóng, chuẩn bị cho trận chung kết. Bên kia chiến tuyến, đội Pháp cũng làm nóng cho một tiền đạo trước trận chung kết, Kolo Muani. Đây là chân sút được bổ sung vào giờ chót, thay thế Christopher Kunku gặp chấn thương. 8 năm trước, Mario Goetze từ băng ghế dự bị vào sân rồi ghi bàn cho tuyển Đức trong hiệp phụ, đánh bại Argentina 1-0 ở chung kết. Trong một trận đấu cân bằng, có khi kép phụ lại mang tầm quyết định. Lối chơi mà huấn luyện viên Scaloni đang vận hành mang đậm hơi thở của bóng đá Ý. Dù các cầu thủ đá chính phần lớn không chơi bóng ở Serie A, đó là thứ bóng đá mà 9 người làm nhiệm vụ ngăn chặn bàn thua, 2 người còn lại sẽ tìm cách ghi bàn. Thành công nằm ở khả năng chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công chỉ bằng một đường chuyền. Nhưng cái hay ở chỗ, trong tay ông Scaloni có Messi, người đang chơi bóng ở tuổi 35 bằng hình bóng của Maradona thời trai trẻ. Năm 2022, nhiều lần Messi bật người lên không trung để đánh đầu, trong đó có tình huống dẫn đến một quả phạt đền. Messi cũng có pha đi bóng siêu đẳng trong trận bán kết trước Croatia. Argentina của năm 2022 không hề hoàn hảo, thua Ả Rập Xê Út ở trận đầu tiên. Có một hàng phòng ngự sọc sệt, có phút giây yếu đuối như trận thắng Hà Lan ở tứ kết. Nhưng một Argentina mang dáng vẻ bụi bặm đường phố như vậy mới đích thực là nguy hiểm. Ở phía ngược lại, rất nhiều sự chú ý dồn vào tiền đạo trẻ Mbappe, nhưng các cây viết bình luận quốc tế đều có chung nhận định. Antoine Griezmann mới là nhân vật nắm giữ bí quyết chiến thắng của Pháp. Như Deschamps thời còn làm cầu thủ, Griezmann là người kết nối sự khác biệt về màu da và cá tính của tuyển Pháp bằng chính sự tận tụy, trung thành của mình. Griezmann là hình ảnh của Pháp năm 2022, đó là sự linh hoạt về chiến thuật và yếu tố tập thể. Từ năm 2018 đến năm 2022, Pháp của Deschamps vẫn duy trì kiểu chơi kiểm soát bóng ít hơn đối phương nhưng luôn giữ thế chủ động về thế trận. Nói cho dễ hiểu, nếu Argentina nhảy điệu tango thì Pháp cũng sẽ nhảy theo. Có khi Pháp chẳng còn cần phân bố người kèm Messi nếu như ngôi sao này đá quá thấp và thường xuyên đi bộ. Bài học của Croatia đủ để Pháp biết cách không rơi vào bẫy phản công của Argentina. Pháp với tư cách là nhà đương kim vô địch đã lọt vào trận chung kết thứ hai liên tiếp, có lý do để được gọi là một đội bóng vĩ đại. Argentina có thể cũng được xem là thế nếu họ giành chiến thắng.